tấn công có thể đánh bại 10 chiếc kỵ nhẫn vương thông thường sao? Không phải đánh bại, mà là phá hủy. Lợi hại vậy sao? Mình phải mau ghi lại mới được, ghi chép lại. Đại nhân, ông ấy không tới. Không tới à? Vâng ạ. Ngươi đi theo ta. Vâng.